Xin kính chào quý vị. Trước mặt quý vị là ngôi thánh đường của giáo xứ Thánh Tâm. Hôm nay có dịp trở về giáo xứ Thánh Tâm, tôi xin mời quý vị cùng với tôi chúng ta đi tham quan ngôi thánh đường lớn nhất của khu vực Hồ Nai, Biên Hòa. Xin mời quý vị cùng với tôi chúng ta đi một vòng chung quanh ngôi thánh đường nổi tiếng nhất của khu vực Hồ Nai này để tham quan coi những cái hoạt động của giáo xứ Thánh Tâm. Họ đang là ráo riết tổ chức cho ngày lễ mừng năm mới năm 2024 này. Xin mời quý vị cùng với tôi chúng ta tiến vào phía trong để cùng tham quan ngôi thánh đường này. Vâng, kính thưa quý vị, trước mặt quý vị là mặt tiền của nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm. Ngôi nhà thờ này tọa lạc tại số 1/5 khu phố 9, phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai. Kính thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024 đã đến gần. Hôm nay là 26 tháng Chạp rồi. Như vậy chỉ còn 4 ngày nữa thì chúng ta bước qua năm mới. Có dịp trở về Hồ Nai, tôi xin được ghi lại những cái hình ảnh về ngôi thánh đường nổi tiếng nhất của vùng Hồ Nai này để trình quý vị, mong quý vị nhận như một món quà đầu xuân. Đây là một cái bảng về chương trình mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm. Quý vị thấy rằng bất kỳ một ngôi thánh đường nào, một giáo xứ nào của người Công giáo, họ đều tổ chức những cái thánh lễ, tổ chức những cái chương trình rất long trọng để đón mừng năm mới. Bởi vì đời sống đức tin của người Công giáo không những chỉ gói gọn trong ngôi thánh đường mà còn lan tỏa ra những cái đời sống xã hội để giúp cho người dân, người giáo dân của họ phát triển về cả về mặt tinh thần cũng như là về đời sống xã hội được trở thành một người công dân hữu ích, một tín hữu, người ta thường nói là sống tốt đời đẹp đạo. Vâng, trước mặt quý vị là khuôn viên của ngôi thánh đường giáo xứ Thánh Tâm. Quý vị thấy là cái công viên của ngôi thánh đường này tọa lạc trên một cái khu đất rất là rộng lớn tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hay người ta còn biết đến là khu vực Hồ Nai. Vâng, quý vị thấy là trước mặt quý vị là một tượng Chúa rất là uy nghiêm và một tháp chuông với bốn cái trái chuông. Vâng, ba hay bốn đây? Vâng, ba cái trái chuông từ lớn cho đến nhỏ. Thì theo những người dân ở đây họ cho biết là mỗi một cái chuông nó có một cái tiếng kêu khác nhau. Thì khi mà cái tiếng chuông được vang lên thì âm thanh của những cái trái chuông này nó sẽ hòa quyện vào nhau, nó phát ra một cái hồi chuông rất là đặc biệt mà chỉ có ở ngôi thánh đường giáo xứ Thánh Tâm này mới có. Đối với người Công giáo thì nhà thờ nào cũng có một cái tháp chuông, vừa là biểu tượng của nhà thờ, vừa là dùng để báo hiệu cho tín hữu giáo dân ở cái giáo xứ của họ đến tập trung lại để sinh hoạt các cái nghi thức về tôn giáo. Đây là tượng Chúa, vâng, rất là uy nghiêm, vươn lên trên bầu trời, nhìn một cái khung cảnh hết sức là thiêng liêng, một ngôi thánh đường với nhiều cái góc cạnh. Vâng, đây là ngôi thánh đường, ở trên mái vòm là có một cây thánh giá và một cái vòng cầu. Kính thưa quý vị, nhà thờ này được xây dựng vào ngày 10 tháng 9 năm 1954 do cha Giacobbe Đào Hữu Thọ cùng với khoảng 400 giáo dân từ ấp Thái Hà của giáo phận Hà Nội đến định cư tại đây sau biến cố 1954 và đến vùng Hồ Nai này để định cư và lấy cái tên trại là trại định cư An Phong Xô và dựng một cái nhà tạm bằng vải bạt để làm cái nơi cầu nguyện. Và khoảng một năm sau thì cha Geronimo
Phạm Quang Tự kế nhiệm và cha Jacobe phụ trách giáo xứ, cha Jeremore và bà con giáo dân ở đây đã xây dựng một cái ngôi nhà thờ bằng gạch mái tôn kích thước khoảng 30 đến 40 để làm cái nơi mà thờ phượng Thiên Chúa. Và cũng từ cái giai đoạn này, nhà thờ có tên là nhà thờ Thánh Tâm. Vâng, những cái thông tin mà tôi vừa trình bày quý vị là tôi tham khảo từ trang thông tin điện tử của giáo phận Xuân Lộc. Nếu có gì thiếu sót hoặc là chưa đầy đủ thì xin quý vị comment ở bên dưới để giúp chúng tôi hoàn thành cái video này được hoàn chỉnh hơn. Vâng, quý vị thấy rằng đây là cái khu vực mặt tiền của ngôi thánh đường. Nhìn từ xa, quý vị thấy rằng ngôi thánh đường này nó có 5 cái mặt tiền, làm cho chúng ta liên tưởng tới cái tòa ngũ giác đài của Hoa Kỳ, hay người ta ngày nay người ta còn gọi là tòa Bạch Ốc hay là lầu năm góc là vậy. Quý vị thấy không? Rất là giống nha quý vị, làm cho tôi liên tưởng đến tòa Bạch Ốc của Hoa Kỳ, hay người ta còn gọi là ngũ giác đài, bởi vì nó cũng có 5 cái cạnh như thế này và nó có 5 cái mặt tiền. Vâng, đây là những cái mặt tiền ở chung quanh cái ngôi thánh đường này. Đấy, quý vị thấy là ở phía trong là một ở bên tay trái của màn hình. Đấy, quý vị thấy đó là một mặt tiền. Vâng, đây cũng là một mặt tiền thứ hai, có bậc đi lên rất là cao, nó tạo nên cái vẻ uy nghiêm của ngôi thánh đường. Và mặt tiền chính giữa là có một cái vòng cung, có những cái trang trí ngày Tết ở đây, có những cái tấm pano áp phích. Thì đây là mặt tiền chính thức của ngôi thánh đường. Vâng, là mặt tiền thứ ba. Quý vị thấy là ngôi thánh đường này, những cái người chủ trì ở đây, bà con giáo dân ở đây đã trang trí mặt tiền rất đẹp để đón mừng lễ mừng năm mới, năm 2024. Và người Công giáo có rất nhiều những cái hoạt động sinh hoạt gắn bó mật thiết với lại đời sống xã hội, giúp cho bà con ở đây phát triển không những về tinh thần mà còn cả về đời sống xã hội nữa, giúp cho con người tín hữu được hoàn thiện hơn. Vâng, đây là mặt tiền thứ ba. Bây giờ mời quý vị chúng ta bước qua phía bên hông này để chiêm ngưỡng cái mặt tiền thứ tư. Vâng, gồm có 5 mặt tiền tạo cho chúng ta chiêm ngưỡng một cái vẻ đẹp rất là nghệ thuật, làm cho chúng ta liên tưởng tới ngũ giác đài của Hoa Kỳ, hay người ta còn gọi là tòa Bạch Ốc, cũng màu trắng như vậy. Vâng, đây là mặt tiền thứ tư. Và cuối cùng là mặt tiền thứ năm. Vâng, quý vị thấy là một cái kiến trúc không biết có phải vì hữu ý hay là tình cờ mà nó lại có một cái nối kiến trúc hết sức là đẹp và giống như ngũ giác đài của Hoa Kỳ. Đây là nguyện đường phục sinh. Vâng, tôi chưa hiểu lắm về cái nguyện đường phục sinh này. Xin mời quý vị nào biết thì comment ở bên dưới để giúp đỡ cho chúng tôi có kiến thức về đạo Công giáo cũng như là các cái tổ chức sinh hoạt tôn giáo ở đây, để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn trong cái chương trình ghi lại những cái hoạt động tôn giáo của các dân tộc ở trong đất nước Việt Nam chúng ta. Vâng, đây là cái đây là những cái di tượng, có thể là đây là những cái vị thánh tử vì đạo không? Vâng, có thể lắm, bởi vì
có những cái bức tượng gồm có nhiều những cái nhân vật khác nhau, từ nông dân cho tới những cái vị chức sắc ở trong tôn giáo, cho tới biểu hiện là có nhiều thành phần ở đây. Rất có thể đây là những cái vị thánh tử vì đạo của đạo Công giáo. Vâng, nếu có dịp chúng tôi sẽ có một video riêng về đề tài các thánh tử đạo của Giáo hội Công giáo Việt Nam để hầu quý vị. Trong phạm vi hôm nay thì chúng tôi chỉ có muốn đưa quý vị đi tham quan ngôi thánh đường này thôi. Vâng, rất có thể đây là những cái vị thánh tử đạo của Việt Nam. Thì thưa quý vị, qua nhiều thời các cái cha quản sứ ở đây thì cộng đoàn của Giáo xứ Thánh Tâm ngày càng được phát triển mạnh mẽ lên, và nhà thờ cũng từng bước được trùng tu khang trang. Đến năm 1991 thì cha Francisco Nguyễn Đức Đạt phụ trách Giáo xứ Thánh Tâm, và 5 năm sau thì đến năm 2000, cha Francisco cùng với cộng đoàn của Giáo xứ Thánh Tâm khởi công xây dựng cái nhà thờ này. Và như quý vị đang chiêm ngưỡng, đây chính là ngôi nhà thờ được khánh thành vào năm 2000. Năm 2011 thì cha Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng phụ trách Giáo xứ Thánh Tâm. Cộng đoàn giáo xứ đã đi vào hoạt động nề nếp và phát triển ngày một vững mạnh cho đến ngày hôm nay. Vâng, hai phiến đá rất lớn ở mặt tiền để khắc hai chữ Thánh Tâm. Cũng xin nhắc lại là những thông tin tôi vừa trình bày với quý vị là chúng tôi sưu tầm từ cổng thông tin điện tử của giáo phận Xuân Lộc. Vâng, mời quý vị nhìn lại từ xa cái quang cảnh mặt tiền của nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm. Ở bên cạnh sự phát triển nhà thờ, sau biến cố 1954 thì nhà thờ còn xây dựng một cái bệnh viện rất lớn ở kế bên, gọi là nhà thương Thánh Tâm. Khi nào có dịp thuận tiện thì tôi sẽ giới thiệu với quý vị cái nhà thương Thánh Tâm ở kế bên, do các thầy, các vị linh mục ở Giáo xứ Thánh Tâm này xây dựng. Ngày hôm nay thì bệnh viện đã được quốc hữu hóa và trở thành một bệnh viện đa khoa lớn nhất nhì ở trong khu vực. Vâng, vậy là tôi đã vừa mời quý vị đi tham quan ngôi thánh đường Giáo xứ Thánh Tâm với những cái hoạt động thiết thực để đón mừng năm mới, năm Giáp Thìn 2024. Xin kính chúc quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, và xin quý vị vui lòng đăng ký kênh để theo dõi những chương trình về đời sống tôn giáo tại Việt Nam và các cái hoạt động của người dân chúng ta về văn hóa xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.